Tác phẩm Nhìn xuống cuộc đời, bài thứ 21, Những ánh lửa, tác giả Quyên Di, nhà văn, giáo sư ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Đại học UCLA. Những ngày chớm thu, khí trời dịu dịu, trên không đã thấy những làn mây xám mỏng. Có hôm trời âm u, không nắng mà cũng chẳng mưa. Mấy hôm nay hình như trời đã bắt đầu lạnh. Buổi sáng thức dậy trong tiếng chim hót, nghe như có lời nhắn gửi của đất trời về sự đổi thay của tiết mùa. Và cái lạnh se sắt trên làn da làm người ta thấy luyến tiếc gối chăn còn nồng nàn hơi ấm. Chỉ ít lâu nữa thôi, những hôm về khuya, ta sẽ thấy trong đêm tối sợi khói bay lên từ lò sưởi nhà ai, cùng với mùi thơm của gỗ thông đang cháy, lan tỏa trong không gian tĩnh mịch. Sợi khói và hơi lạnh của không gian khiến người ta dễ liên tưởng đến một lò sưởi đang bập bùng ánh lửa, và xung quanh những người trong gia đình đang quây quần trò chuyện. Không khí ấm áp, thân thương khiến mọi người thấy gần gũi nhau hơn và dễ dàng ngỏ cùng nhau những lời tâm sự. Lò sưởi cũng tạo nên không khí thơ mộng và lãng mạn cho đôi tình nhân kề đầu chạm vai thủ thỉ. Tôi còn hình dung những đêm tâm sự của các sinh hoạt giới trẻ. Nếu có một đống lửa được đốt lên, người ta như được mời gọi để đến gần nhau và sẵn sàng chia sẻ tâm tư, khát vọng. Từ đó tôi liên tưởng đến những buổi lửa trại đầy vui tươi và quyến rũ, rộn rã tiếng cười đùa, cũng như những ánh lửa bên đường của một vài huynh trưởng già dặn lão luyện trong một chuyến công tác nào đó. Đốt lên trong đêm, ngồi bên nhau trầm tư kiểm điểm quá khứ hoạt động, cùng nhau đổi trao kinh nghiệm, đôi khi là những kinh nghiệm đắt giá. Như thế, với tôi, lửa trước tiên là một lời mời gọi. Lửa mời gọi mọi người đến với lửa và đến với nhau. Có ánh lửa là có tụ hội, quây quần. Ngay cả khi ta một mình đối diện với ánh lửa, ta cũng được mời gọi đến với chính lửa, cũng như được mời gọi để gặp gỡ trong tâm tưởng hình ảnh của những người thân thương, quý mến. Chính vì thế, đôi khi vào những lúc lý tưởng lóe sáng trong cuộc đời phục vụ, tôi ước ao mình được trở thành một ánh lửa, không hẳn để soi dẫn cho ai, nhưng để mời gọi người chung quanh đến với nhau, sống ân cần, thân ái và chia sẻ tình thương có sẵn trong trái tim. Ước mơ đó đã có khi thành sự thật, nhưng cũng đã nhiều khi ánh lửa trong tôi tắt ngủm. Chính tôi cảm thấy tôi lạnh lẽo, băng giá và đen đủi. Vì vậy suốt đời tôi vẫn lặp đi lặp lại cái cố gắng đốt lên ngọn lửa của chính tôi, mời gọi chính tôi sống cuộc đời phục vụ lý tưởng. Lửa dĩ nhiên là có tác dụng soi sáng. Trong đêm tối người ta không thấy gì hết. Một ánh lửa được đốt lên, người ta thấy nhau và thấy tất cả mọi vật chung quanh. Người ta thấy đường đi phía trước, thấy lối rẽ cần phải lưu tâm, thấy những chướng ngại phải tránh né hoặc phải cố gắng vượt qua. Nói tóm lại, người ta được soi sáng. Trong cuộc sống đời và sống đạo, tôi đã được soi sáng bởi nhiều ánh lửa như thế. Giữa đêm tối đức tin, tôi đã bắt gặp ánh lửa Chúa Kitô, và ánh lửa ấy đã giúp tôi vượt qua đêm dài mênh mang tưởng như vô tận. Trong đêm tối cuộc đời, những ánh lửa soi sáng cho tôi là cách sống của những người bạn thân tình, chân thành và can đảm. Tôi thích tìm ánh lửa nơi những người bạn thân quen như thế. Ánh lửa của những vĩ nhân thời đại thường cao vời quá, chói sáng quá, có thể khiến tôi ngưỡng phục nhưng cũng nhiều khi làm tôi lóa mắt. Ngoài ánh sáng, lửa còn có sức nóng làm nên sự ấm áp cho những ai gần lửa. Tôi nhớ đến chuỗi ngày thơ ấu, buổi sáng mùa đông đi học ngang qua những con phố đầy lá khô. Tôi thấy người phú quét đường gom những lá khô và ông đốt lên một đống lửa. Tôi lây cái ấm áp của đôi bàn tay gầy guộc đang hong trên đống lửa ấy. Tôi cũng nhớ lại những đêm giao thừa, trong khi bên ngoài trời tối đen như mực. Có tiếng gió rít trên mái nhà và tiếng lá khô xào xạc trong bếp. Anh chị em chúng tôi xúm xít ngồi cạnh mẹ, bên nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Ánh lửa bập bùng in bóng chúng tôi lung linh trên vách. Hơi nóng từ đống lửa trong bếp khiến khuôn mặt chúng tôi đỏ bừng, nóng ran. Cái nóng nồng nàn dễ chịu, hơi nóng làm chúng tôi ấm áp cơ thể,
và hình như thấm vào tận bên trong, khiến chúng tôi ấm áp cả trái tim. Tôi không biết uống rượu mà như cảm thấy ngây ngất vì chất men của tình thân ruột thịt. Đó là kinh nghiệm đơn sơ của tôi về sự ấm áp của lửa. Bạn cũng có kinh nghiệm ấm áp đó, và chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết lửa đem lại sự ấm áp. Điều đó khiến nhiều khi tôi có mong ước mỗi người trong cộng đồng nhân loại đều trở nên một ánh lửa để sưởi ấm cho nhau và sưởi ấm cho thế giới băng giá tình người. Lửa cung ứng cho con người nguồn sống. Không có lửa, con người sẽ chết vì giá lạnh và đói khát. Phát kiến về lửa là phát kiến lớn lao bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi nhớ đến hình ảnh những bộ lạc sơ khai, người ta reo hò vui mừng trước ánh lửa. Người ta sống chết để bảo vệ lửa, và người ta cung kính tôn thờ thần lửa. Lạc lõng trong rừng khuya, người lữ hành trông mong mắt mình nhìn thấy một ánh lửa. Thấy lửa là thấy sự sống. Sự sống tâm linh cũng cần có lửa, lửa của đức tin và tình yêu. Tôi hình dung một căn phòng nhỏ, cửa đóng kín, trong đó có những con người đang lo âu sợ hãi. Họ nói chuyện với nhau thì thào và họ cầu nguyện nho nhỏ. Một mối đe dọa lẩn khuất đâu đây, một sự rình rập hầu như lúc nào cũng hiện diện chung quanh. Nhưng lửa đã đến, lửa thánh linh Thiên Chúa xuất hiện trên đầu từng người, đốt nóng tâm linh, khiến băng giá của nghi ngại e sợ tan biến. Họ không sợ bị bắt, tù đầy, hành hạ, giết chết nữa. Vì nhờ lửa thánh linh, họ đã nhìn thấy tình yêu bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Họ trở thành những vị tông đồ nhiệt thành và can đảm truyền bá tin mừng mỗi buổi sáng khi đọc lời kinh và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Tôi rất cảm động. Lời kinh chất phác ấy có thể được diễn tả một cách khác là: xin cho trái tim con lúc nào cũng nồng ấm ngọn lửa kính yêu Thiên Chúa. Ngọn lửa ấy cho tôi sự sống, và chính tôi không thắp lên nổi, không giữ cho cháy mãi được. Nên tôi đã xin Thiên Chúa là Cha đốt lên giúp và giữ cho cháy sáng luôn mãi. Khi nói tới ngọn lửa trong trái tim, tôi chợt nhớ ra rằng con người đã cất giữ trong tim mình nhiều ngọn lửa. Có ngọn lửa làm nồng ấm cuộc đời, mà cũng có những ngọn lửa đốt cháy cuộc đời. Ngọn lửa của tình yêu làm cho cuộc đời nồng ấm. Khi tôi yêu ai, hình như có một ngọn lửa nung nấu trái tim tôi. Tôi nóng lòng được gặp gỡ, trò chuyện. Tôi ước ao được tự hiến, hy sinh và chia sẻ. Ngọn lửa tình yêu làm cho đời tôi có ý nghĩa và đáng sống. Tôi không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Khi ý thức và cảm nghiệm được điều đó, tôi thấy thương Chúa Kitô và Đức Mẹ hơn. Mỗi khi nhìn những tấm hình vẽ chân dung các ngài với trái tim phơi bày, cùng một ngọn lửa bùng cháy bên trên, cũng có ngọn lửa của đam mê, ngọn lửa khiến tôi lao mình như thiêu thân vào nỗi chết, ngọn lửa đốt cháy cuộc đời, nhưng chính tôi không muốn dập tắt. Ánh lửa khi đó vượt lên trên sự mời gọi, trở thành một cuốn hút mãnh liệt khiến tôi lao vào và không đo lường hậu quả. Có ngọn lửa của hận thù, tôi nuôi trong mình ngọn lửa đó và nó âm ỉ nhưng dữ dội đốt cháy tâm can tôi. Lửa hận thù, một khi không bị kiểm soát sẽ cháy bùng thành một biển lửa, thiêu rụi tất cả. Như ngọn lửa làm mồi cho một đám cháy rừng không còn phương cách cứu chữa, hoặc khi đã được chữa được thì mọi sự đã bị thiêu rụi. Lửa hận thù, ngọn lửa biến đổi tôi trở nên nham hiểm, dữ tợn và độc ác. Ngọn lửa đó chỉ có thể tàn lụi một khi bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa khác. Đó là lửa của yêu thương và thứ tha cao cả. Tôi muốn mặc cho lửa thêm ý nghĩa của sự thủy chung. Mỗi lần ghé thăm một thánh đường, tôi hãy tìm đến nhà tạm và quỳ yên lặng ở đó. Thường thường nhà tạm vắng người, người ta đến và người ta đi, tôi cũng vậy. Lát nữa tôi cũng phải đi. Chỉ có ánh lửa của một cây nến hay một ngọn đèn dầu là ở lại mãi bên nhà tạm, âm thầm nhưng chung thủy. Trong tình yêu, giá mà ai cũng giữ được sự thủy chung của một ánh lửa bên cạnh nhà tạm, người ta sẽ tìm được hạnh phúc cho mình và cho người mình thương. Thứ hạnh phúc thâm trầm, bình an và thầm lặng. Thứ hạnh phúc thấm vào tận đáy trái tim. Còn có quá nhiều hình ảnh đẹp về lửa, những ngọn nến trong ngày sinh nhật người thân,
Những ánh nến lung linh trong thánh đường tạo nên không khí linh thiêng kỳ diệu. Ngọn lửa thiêng đốt lên trong thế vận hội, ngọn lửa cháy giữa bụi gai soi sáng cho lời hứa nhân từ của Thiên Chúa trong hành trình cựu ước. Nhưng tôi lại thích lục lại trong kho tàng kỷ niệm của tôi để tìm thấy một ngọn lửa cao cả. Đó là ngọn lửa Thiên Chúa Ba Ngôi. Thuở nhỏ tôi học giáo lý với một thầy. Tôi chẳng biết thầy chức mấy và ở chủng viện nào, chỉ biết thầy đã lớn tuổi và chưa được thụ phong linh mục. Có lẽ vì con người và tính nét thầy bộc trực và nóng nảy, những bài học giáo lý thầy dạy đều rất bình dân, mộc mạc. Tuy nhiên có những bài cả đời tôi không bao giờ quên. Thí dụ như bài học về Thiên Chúa Ba Ngôi. Thầy chỉ lên ánh nến lung linh trên bàn thờ và nói: các con thấy ngọn lửa không? Ngọn lửa có hình thể lưỡi lửa, có ánh sáng và có sức nóng. Cả ba chỉ là một, không thể nói chỉ hình lửa mới là lửa, chỉ ánh sáng mới là lửa, chỉ sức nóng mới là lửa. Có ánh lửa là có cả ba và cả ba làm nên ngọn lửa. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng thế, các con có thể hiểu Chúa Cha là ngọn lửa, Chúa Con là ánh sáng, Chúa Thánh Thần là sức nóng. Sau này nghe bao nhiêu lời dạy về Thiên Chúa Ba Ngôi, đọc bao nhiêu quyển sách về Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi vẫn không thấy lời nào dạy, quyển sách nào hay hơn bài giáo lý của thầy tôi. Hôm nay trời lạnh, buổi tối tôi ngồi trước một ngọn nến, ánh sáng lung linh in hình tôi trên vách. Những quá khứ trở về, những kinh nghiệm của tôi về lửa, lửa bên ngoài và lửa trong tâm hồn trở nên sống động. Tôi ước ao tìm được mọi vẻ đẹp và sự ích của lửa để học theo, bắt chước. Nhà văn Quyên Di, hẹn gặp lại. Thank you.